Có lẽ với mỗi người dân ở thành phố biển xinh đẹp này, chắc hẳn ai cũng yêu thích cái cảm giác được đứng trước biển, được hít cái mùi mặn mà quen thuộc của biển cả, ngắm bình minh bắt đầu ló rạng từng tia sáng đầu tiên, xua tan màn đêm tăm tối. Một ngày mới bắt đầu trên biển Đà Nẵng thật bình dị và an yên như thế. Quả thực không gì tuyệt vời hơn bằng việc khởi đầu một ngày mới tại bãi biển Đà Nẵng. Bạn mới có thể ngắm nhìn mặt trời ló rạng, vừa có thể ngâm mình trong làn nước mát, hay là đơn giản như Quang Tuấn đây, thả những bước chân trên bãi cát dài mịn màng và cảm nhận hương vị mặn mà của biển cả. Bình minh trên biển Đà Nẵng còn rộn ràng và đầy sức sống với cảnh kéo lưới của ngư dân trên biển. Dạo làng chài vào buổi sáng sớm, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng được bức tranh chân thật nhất về cuộc sống của ngư dân trên biển, với cảnh kéo lưới tấp nập, cảnh rộn ràng khi đông đầy tôm cá, hay khung cảnh buôn bán trao đổi giữa các ngư dân với thương lái. Khi vầng sáng của ngày mới vừa ló rạng, ngư dân ở các làng chài dọc biển đã nhộn nhịp trên bãi để kéo dỡ chuẩn bị cho một bãi cá đầy ắp cập bờ. Khi một mẻ lưới được kéo lên bờ là niềm vui rạng ngời, vụt sáng trong đôi mắt của những ngư dân. Cái lưới đi mình kéo từ lúc mấy giờ sáng đó cô? 5 giờ. Một tuần là mình kéo mấy lần cô? Ngày một kéo hả? Thường là mình kéo buổi sáng này mình kéo được những cái loại hải sản nào ạ? Có mực. Con thấy đồ rất là tươi. Bây giờ là mình sẽ đem bán lại cho người dân ở trên bãi biển này đúng không? Dạ. Buổi sáng thức dậy sớm ở biển thì chú cảm thấy như nào? Chú có thích cái công việc này không? Thích, như tôi dòm nó rất là thích. Dạ. Cái sức cô động. Chú thấy biển Đà Nẵng mình như thế nào? Mình để dạ. Ngon lành. Dạ. Mình nhất mà. Dạ. Cảm ơn chú. Nếu mà kéo được cái loại hải sản tươi như thế này thì những người nông dân tại biển Đà Nẵng đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng. Công việc thì cũng rất là vất vả, tuy nhiên như quý vị đã thấy là những cái sản vật từ biển này nó rất là tươi. Và rất là nhiều người dân khi mà buổi sáng đến đây đã tranh thủ ghé qua đây và mua những sản phẩm về để có thể có một bữa ăn rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm trên bãi biển Đà Nẵng, chúng ta cũng có thể dễ dàng hòa mình vào khung cảnh hăng say tập thể dục của người dân ven biển. Trên các lối đi, những người tập thể dục đi lại ngày một đông hơn. Tiếng nói, tiếng cười râm ran, những câu chúc, câu chào buổi sáng. Một ngày mới lại bắt đầu, cả bãi biển như mừng tình nhất. Người lớn, trẻ em, cụ già hay thanh niên đều chăm chỉ luyện tập. Trên một khoảng đất rộng, các cô các chú đang tập dưỡng sinh. Cuộc sống xô bồ hối hả khiến con người phải đối mặt với nhiều thứ, từ áp lực công việc,
đến những lo toan cuộc sống mỗi ngày như hiện nay, thì tập thể dục là một trong những cách giúp con người giải tỏa căng thẳng, giảm stress hiệu quả. Bầu trời xanh, bãi cỏ xanh, biển cũng xanh. Phía xa hàng dừa kiêu hãnh, xòe những đám lá đón làn gió biển mát trời. Tất cả hòa quyện vào tiếng cười nói của mọi người, làm nên một bản hòa ca tuyệt vời trên biển Đà Nẵng mỗi sáng sớm. Đà Nẵng còn vô cùng sôi động vào buổi sáng với rất nhiều những bộ môn thể thao. Và một trong số đó là chèo súp, một bộ môn đang rất là thu hút với giới trẻ trong những mùa hè như thế này. Và đặc biệt khi mà chèo súp không chỉ mang đến cho chúng ta niềm vui, được hòa cùng với thiên nhiên, mà bên cạnh đó còn giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe và rèn luyện bản thân. Để chơi cái bộ môn này thì chúng ta phải lưu ý những điều gì ạ? Đầu tiên là sự an toàn. Thì nhất tiên quyết là chúng ta phải mặc áo phao và sử dụng sợi dây lít ở này. Đây là gọi là sợi dây lít. Thì chúng ta sẽ luôn đeo vào cái cổ chân để tránh cái trường hợp mà khi mà chúng ta rớt xuống thì chúng ta sẽ có một cái vật để mà nối với con súp. Và có phao nữa thì chúng ta sẽ an toàn. Quang Tuấn thấy là ở đây mọi người tập trung khá là nhiều để chơi các hoạt động chơi súp, thì không biết là cái bãi Tắm Bưng Thái này nó hội tụ những cái điều kiện như thế nào để chơi được bộ môn này ạ? Đây là một trong những bãi biển rất là đẹp, và môn súp là một môn thể thao hiện tại bây giờ đang rất là phổ biến ở Đà Nẵng mình. Để khởi đầu một ngày mới thì các bạn thường là chèo súp và kết hợp vào tắm biển để có một cái nguồn năng lượng cực kỳ dồi dào để làm việc trong ngày tốt hơn. Với cá nhân anh thì anh cảm nhận biển Đà Nẵng nó như thế nào? Theo mình thì bãi biển Đà Nẵng là một trong những bãi biển đẹp nhất của tỉnh. Chèo súp là một trong những trải nghiệm thú vị trên biển Đà Nẵng mà bạn không nên bỏ lỡ. Không có gì thích thú hơn khi vừa trải nghiệm cảm giác lên đênh trên mặt nước, vừa ngắm cảnh biển Đà Nẵng xinh đẹp và tận hưởng cái cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên trong lành. Vâng, thoạt nhìn thì tưởng bộ môn này khá là dễ. Tuy nhiên có ra cầm thử mái chèo mới biết là để chúng ta định vị con thuyền và lướt trên sóng như thế này thì nó rất là khó. Tuy nhiên nó cũng mang đến khá là nhiều những trải nghiệm thú vị. Và cũng hy vọng là chúng ta hãy cùng đến biển Đà Nẵng và thử chèo súp một lần vào một buổi bình minh đẹp như thế này, quý vị nhé. Hàng ngày khi đi dạo trên bãi biển vào lúc bình minh, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh rất đông người chèo súp. Và bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ thuê súp để trải nghiệm môn thể thao thú vị này. Hòa mình vào một không gian bao la, lắng nghe những con sóng vỗ bờ và cảm nhận vị mặn mòi của biển cả. Những lo toan, buồn bề, hối hả của cuộc sống thành thị bỗng chốc tan biến. Có thể nói là biển Đà Nẵng không chỉ đẹp bởi làn nước trong xanh, bởi những bãi cát dài trắng mịn, mà những hoạt động thể thao tại đây cũng vô cùng sôi động và chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta những trải nghiệm không thể nào quên. Đến đây thì chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình kỳ sau.